Dịch đau mắt đỏ đang bùng phát trên toàn quốc và chưa có dấu hiệu đi ngang. Ở các tỉnh thành phía Bắc, số ca mắc vẫn gia tăng từng ngày. Nhiều bệnh viện chuyên khoa mắt đang rơi vào tình trạng quá tải. Và sau đây là ghi nhận tại thành phố Hải Phòng, nơi dịch bệnh đang bùng phát mạnh và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nếu như trong tháng 8, Bệnh viện mắt Hải Phòng khám cho 700 lượt bệnh nhân, thì sang tháng 9, con số này tăng lên hơn 1.000. Những ngày đầu tháng 10, số lượt khám tăng lên không ngừng. Trong số này có nhiều bệnh nhân đau mắt đỏ. Bệnh viện có 3 phòng khám, thì dành riêng một phòng chỉ để khám đau mắt đỏ. Sự quá tải thể hiện là hiện tại các phòng khám bình thường thì bệnh viện của tôi đến khoảng 10 giờ là số lượng bệnh nhân sẽ giảm xuống. Nhưng mà bây giờ thì có thể là đến 11 rưỡi, vẫn có rất là nhiều bệnh nhân, có những bệnh nhân bác sĩ sẽ phải khám quá giờ một chút. Giờ nghỉ là 12 giờ thì có hôm phải khám đến khoảng 12 giờ 15, 12 giờ 20 phút thì mới kết thúc vì là bệnh nhân đến hơi muộn và chờ một chút ạ. Chưa năm nào bệnh viện lại tiếp nhận nhiều bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám như năm nay. Và cũng ít khi nào mà đến 12 giờ trưa vẫn còn nhiều bệnh nhân ngồi chờ đến lượt khám như tháng 9, tháng 10 năm nay. Các bác sĩ hầu như không còn giờ nghỉ trưa. Mấy ngày hôm nay thì phải nói là cái lượng đau mắt đỏ gia tăng rất là khủng khiếp. Và chúng tôi đã phải tiếp nhận rất là nhiều các cái bệnh nhân, nhiều nhất là các cháu học sinh. Và sau đó thì các cháu lại lây cho người nhà. Gần như là một người trong một gia đình mà có một cháu bị thì gần như là cả nhà sẽ bị. Tính thống kê tổng trên cái số lượng của tháng hay của tuần thì là các cái dấu hiệu và các cái chỉ số vẫn đang có dấu hiệu tăng lên. Với các bác sĩ, các điều dưỡng thì có thể cái khối lượng công việc nó tăng lên. Tuy nhiên thì do cái tính chất là tình hình bệnh nó diễn biến nó đang tăng lên nên là bệnh viện cũng bố trí và động viên các anh chị em cố gắng thu xếp thời gian để phục vụ bệnh nhân, để có thể phục vụ được điều trị cho bệnh nhân được tốt nhất. Số bệnh nhân mắc đau mắt đỏ tăng, theo đó bệnh nhân nặng cũng tăng. Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hạnh mắc đau mắt đỏ 10 ngày nay, dùng nhiều loại thuốc mà không khỏi. Đến khi mắt đầy ghèn, giả mạc quanh mắt mới đến bệnh viện khám. Ngay lập tức mẹ con chị được chỉ định làm thủ thuật gắp giả mạc và rửa mắt. Em bị 10 hôm và do chủ quan nên là ở nhà cứ mua thuốc và dò thuốc ở ngoài. Tâm ra là em đã bị phát lại và nặng hơn. Được đến đây được bác sĩ rửa mắt, xoay mắt và cho em đi rửa mắt, em cảm thấy nó nhẹ và dễ chịu. Hai trường hợp hai bệnh nhân này là được bác sĩ chẩn đoán là bệnh nhân bị viêm kết mạc có giả mạc. Thì sau khi bác sĩ chẩn đoán và kê đơn thuốc thì bệnh nhân được hướng dẫn sang đây để chỉ định làm bóc giả mạc và rửa mắt cho bệnh nhân ạ. Hai trường hợp này nó cũng chưa phải là nặng lắm, bởi vì là thời gian đau mắt đỏ và viêm kết mạc này là những bệnh nhân mà có thể đến đây là không mở được mắt, mí mắt rất là sưng phù nề, bệnh nhân giả mạc rất dày. Điều dưỡng đấy cho bệnh nhân là một lớp giả mạc dày và nặng. Năm nay thì đau mắt đỏ cũng có một số cái đặc điểm khác với mọi năm. Thứ nhất là về cái thời điểm và thời gian gây bệnh. Thì mọi năm thì thường diễn ra vào mùa hè. Tuy nhiên là năm nay thì bắt đầu từ đầu năm và tập trung cao vào tháng 7, tháng 8 và đến nay thì tháng 9 cũng là thời gian cũng là cái thời gian mà bệnh đau mắt đỏ cũng đang diễn biến và vẫn có xu hướng tăng lên. Cái đặc điểm thứ hai nữa là cái tác nhân gây bệnh. Mọi năm thì tác nhân gây bệnh nhiều ấy, chủ yếu là cái virus adenovirus. Tuy nhiên thì năm nay qua cái báo cáo của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã xuất hiện thêm các cái chủng virus khác gây bệnh đau mắt đỏ, ví dụ như enterovirus, coccidi. Thứ ba nữa là cái hình thái lâm sàng. Thì hình thái lâm sàng của bệnh đau mắt đỏ năm nay cũng có một số cái hình thái được ghi nhận là nó khác với năm ngoái, là cái tỷ lệ mà có viêm kết giác mạc thì được ghi nhận là gặp nhiều hơn so với trước đây. Có thể thấy, dịch đau mắt đỏ năm nay có nhiều diễn biến bất thường trên cả nước, với số ca mắc tăng vọt. Các bác sĩ cho biết, hiện tại chưa thể biết khi nào mới là đỉnh dịch, khi nào dịch mới đi xuống. Vậy nên người dân vẫn phải cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng bệnh.